À, các bạn thân mến, ở đây là thằng em mình có một chiếc Superim, là mua từ năm 2004, xe chính chủ luôn nha. Mà đây là xe này mua về là ở đây là ở tại là Long Khánh, Đồng Nai. Long Khánh, Đồng Nai. Thì xe đây, xe máy Superim này chủ yếu là người ta mua để người ta thồ đi rẫy đó. Thí dụ như chở chuối, mít, đồ này nọ vớ vẩn thôi, chứ còn không có phải là đi chơi. Đây thì bây giờ mình để mình quay qua cho các bạn xem cái chiếc xe này, coi như là nó hoàn toàn là nó rin 100% hết, mua chính hãng chính chủ luôn các bạn nha. Xe để đi rẫy mà. Đó, đây bình xăng rin nè, đầu nòng đồ rin hết nè, đó chưa bung đồ luôn. Đó, từ cái lốc đồ nước sơn đồ này nọ còn rin toàn bộ, bô rin luôn. Đấy, xe nè, sản xuất năm 2004 nè. Đó, các bạn thấy không? Từ cái cốp đồ này là bộ tem đồ này nọ là tất cả sườn xiết đồ còn rin hết. Mà đây là người ta đi chủ yếu đi rẫy thôi. Đó, cái ba ga này thấy không? Các bạn thấy không? Chủ yếu đi rẫy thôi. À, coi thử coi để kiểm tra lại coi cái niền của nó coi, niền mình đâu đã thay đúng không? Còn nguyên rin luôn nhá, đúng không? Cái chữ nó nằm bên kia phải không ta? Đó, từ cái ốp sên nè cho tới toàn bộ nè, bửng nè, bửng rin luôn nè. Đó, đồng hồ hồi xưa mình dán keo lại đó, dán keo dính luôn. Xe thì nói chung dựa vô mấy cái vách tường nè, đó vô mấy vách tường để khi mà mình bỏ hàng đồ lên nó nặng đó, là dựa vô vách tường đồ đó. Đó thì chiếc Superim thì ở dưới cái miệt của mình thì chỉ có sử dụng vậy thôi. Đó, còn các bạn nào mà muốn mua trả giá thử chiếc xe này coi được bao nhiêu thì chơi luôn, để đổi mua chiếc rim Thái về làm xe thồ chạy cho vui. Đây, niền Goshi nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Mua chiếc rim Thái về thồ cho nó chuẩn, cho nó oách. À, các bạn nha, nếu muốn mua thì cứ comment vô. Rồi rin hoàn toàn hết các bạn. Comment vô rồi chiếc này chạy được bao nhiêu cây ta? 73.860 km. Vậy thôi, đây, đề máy lên phát coi. Thôi, nổ vậy là được rồi. Thôi, bạn nào mà muốn mua thì comment các bạn nha.